Do đó chúng ta hiểu được, ngày nay chúng ta học Phật lựa chọn pháp môn Tịnh Độ, phương pháp là chấp trì danh hiệu. Nên chấp trì như thế nào? Từ sáng đến tối, trong 12 tiếng đồng hồ, từ mồng 1 đến rằm 30, ngày này qua ngày khác, năm này đến năm nọ, trong tâm chỉ có danh hiệu Phật A-di-đà. Như vậy sẽ được thanh tịnh. Ngoài Phật A-di-đà ra thì không có bất cứ thứ gì. Tâm như vậy gọi là chánh tâm. Ý như vậy gọi là chánh ý. Niệm như vậy gọi là chánh niệm.